Thưa quý vị, từ sáng đến giờ, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa trên 100mm ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự báo đêm nay và ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Sau đó mưa tạm giảm từ đêm Chủ nhật ngày 22 tháng 9 đến thứ Hai ngày 23 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa lớn trở lại, cục bộ có nơi trên 100mm. Dự báo còn mưa nên các sông ở Hà Tĩnh lũ tiếp tục lên, mực nước đỉnh lũ sông Ngàn Sâu dự báo lên mức báo động 1, báo động 2, sông Ngàn Phố lên mức báo động 2, báo động 3, còn hạ lưu sông La lên mức báo động 1. Lũ trên sông Danh cũng đã đạt đỉnh, dự báo trong 24 giờ tới sẽ xuống dần dưới mức báo động 2. Ngập lụt còn xảy ra ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, mức độ ngập giảm dần. Mưa lớn liên tục kéo dài thì đã khiến cho mực nước tại các con sông suối trên địa bàn Hà Tĩnh dâng cao, gây ngập sâu nhiều tuyến đường và cầu tràn. Hiện nhiều hồ đập trên địa bàn đồng loạt xả tràn, khiến cho nhiều bản làng bị cô lập, hàng nghìn học sinh buộc phải nghỉ học. Chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp di dời người dân ra khỏi vùng ngập lũ, sạt lở đất nguy hiểm. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây chia cắt nhiều tuyến đường dẫn vào xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Chính quyền cùng lực lượng công an huyện đã nhanh chóng hỗ trợ người dân đưa tài sản lên cao, đồng thời di dời người dân ra khỏi vùng ngập lũ, sạt lở đất. Hiện mực nước đang tiếp tục dâng theo từng giờ nên lực lượng cảnh sát giao thông buộc phải chốt chặn không cho người dân qua cả cầu tràn. Cái vùng này là vùng trung tâm bão lụt, rồi bão là thiên nhiên đến thường xuyên, thì chúng tôi cũng sẵn sàng là khi có lệnh cấp trên thì chúng tôi coi như là cùng để di dời. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Cẩm Xuyên đã là huy động 100% quân số ứng trực và đưa các trang thiết bị bao gồm các thuyền, áo phao, các cái công cụ hỗ trợ và các cái rào chắn để chặn các cái địa điểm ngập sâu. Mưa lớn kéo dài với lưu lượng từ 200-300mm đã khiến mực nước tại các con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố dâng nhanh. Hiện nhà máy thủy điện Hồ Hô, thủy điện Hương Sơn và hai hồ chứa nước Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí ở thị xã Kỳ Anh phải điều tiết lũ qua tràn. Dự báo nhiều khu dân cư sẽ tiếp tục bị ngập sâu và chia cắt trong những ngày tới. Chúng tôi đã huy động chỉ đạo lực lượng công an xã sơ tán những người dân ở cái vùng nguy hiểm về đến nơi an toàn, tổ chức tuần tra khảo sát ở những cái địa điểm mà có nguy cơ ngập lụt cao để rồi đặt những cái biển cảnh báo. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất vẫn đang tiềm ẩn tại các địa bàn vùng núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh. Nhiều hộ dân ở các khu vực đồi núi đã phải di dời đến nơi ở khác. Nhiều tuyến đường cũng bị chia cắt do sạt lở và mưa lũ. Bản rào tre ở huyện Hương Khê bị cô lập. Hơn 12.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh buộc phải nghỉ học. Mặc dù tình hình mưa lũ đang còn tìm hiểu ra học, nhưng các địa phương đã vào cuộc, đã tổ chức là sơ tán người dân ở tại các cái vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập sâu và một số cái vùng mà có nguy cơ sạt lở đất đến an toàn. Cho đến chiều nay, mưa lớn vẫn đang xuất hiện trên diện rộng, mực nước tại các con sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang lên. Trong đêm nay, nhiều hộ dân vẫn chưa thể quay trở về nhà do bị nước lũ chia cắt. Tại các địa bàn miền núi vùng Nam Trung Bộ, thì những cây cầu treo dân sinh được sử dụng phổ biến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vào mùa mưa thì việc kiên cố hóa những cây cầu treo này càng trở nên cấp thiết. Là địa phương có hệ thống cầu treo dân sinh nhiều nhất tỉnh Khánh Hòa, trước mùa mưa bão năm nay, huyện miền núi Khánh Vĩnh đã kịp thời lên phương án để gia cố các đập tràn và cứng hóa 18 hệ thống cầu treo. Với địa thế như vùng miền núi này, cứ vào mùa mưa thì hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thường bị cô lập vì nước lũ chia cắt. Những cây cầu treo đã hỗ trợ giao thông được thông suốt. Thế nhưng tại nhiều khu vực, vì thời gian sử dụng đã lâu nên cần kịp thời khắc phục những phần hư hỏng của hệ thống cầu treo. Kiểm tra hệ thống cầu treo, cầu tràn, vượt sông, vượt suối, đặc biệt là khu vực sạt lở thì bảo đảm là không có tình trạng là sập cầu, gãy cầu khi mưa lũ xảy ra, chỉ có bộ phận ứng trực ở các đầu cầu để cảnh báo mực nước và quản lý việc đi lại của bà con. 61.000 hecta cây ăn quả đã bị hư hại, đây là hậu quả sau bão số 3 ở 20/25 tỉnh thành miền Bắc. Hiện đang là cao điểm sản xuất cho vụ Tết, nhiều nhà vườn đang phải tìm mọi cách để cứu được vườn cây đầu tư hàng tỷ đồng của mình, ghi nhận tại Lục Ngạn, thủ phủ cây có múi tỉnh Bắc Giang. Gốc cam sau khi mà lũ rút thì vẫn in hẳn những vết bùn như thế này. Theo những người dân nơi đây chia sẻ thì thời điểm nước ngập cao nhất lên tới 2,5-3 mét. Như cây cam đằng sau lưng tôi đây thì đã rụng gần như là hết trái và khả năng cứu rễ cũng là rất khó. Ở đây thì la liệt những cái trái cam hỏng mà chưa thể thu dọn được hết. Sơ xác, tiêu điều,
đó là tình cảnh của những vườn cam bưởi Lục Ngạn sau cơn lũ dữ đi qua. Công việc đầu tiên mà anh Cường và các nhà vườn có thể làm tại thời điểm này chỉ là nạo vét hết phù sa để khơi thông luồng lạch, dọn dẹp những trái hỏng và cắt tỉa cành. Hơn 600 gốc cam đang chờ ngày hái quả thì nay 2/3 gốc gần như chết hẳn. 50.000 một cân ấy thì cứ sơ sơ thì cũng tính khoảng tầm độ 1,5 tỷ. Đấy là chưa nói về cây. Thế bây giờ thì cây hỏng rồi, xong rồi khắc phục cây, khắc phục đất giống cây trồng đầu tư khoảng độ 3-4 năm nữa. Riêng Lục Ngạn, thiệt hại về diện tích cây ăn quả là khoảng 5.900 hectare. Thiệt hại về kinh tế đến giờ này vẫn chưa thể thống kê được hết. Nhưng ngay khi nước rút, ngành nông nghiệp địa phương đã cử cán bộ kỹ thuật về từng hộ gia đình, hướng dẫn bà con phục hồi cây trái, nỗ lực cứu được nhiều cây nhất có thể. Sau khi đất khô ấy, thì cũng hướng dẫn nhân dân là mình phải xới phá váng cho đất của mình để cho nó tơi xốp đất hơn. Và sau nữa là mình sẽ sử dụng những cái chế phẩm sinh học để mình tưới kích rễ cho cây, để cho cây nó bộ rễ của nó sinh trưởng phát triển tốt. Trình với chính phủ ban hành một cái nghị quyết của chính phủ để tận dụng tất cả các nguồn lực có thể theo đúng quy định pháp luật để hỗ trợ cho người dân ở các cái vùng bị thiên tai bão lũ sớm là ổn định và cái cuộc sống cũng như là phát triển được cái sản xuất của mình. Tính chung các tỉnh phía Bắc có hơn 312.000 hectare diện tích trồng trọt bị ngập úng và thiệt hại. Theo ngành nông nghiệp, để đảm bảo đủ lương thực thực phẩm và dịp Tết Nguyên đán rồi duy trì tăng trưởng xuất khẩu cho ngành, cần những giải pháp khôi phục sản xuất sớm và đồng bộ. Tại những vùng chuyên canh, người nông dân bỏ lại sau lưng nỗi đau mất mát để tập trung vực dậy sản xuất, ổn định cuộc sống của mình và làng quê. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Phú Thọ ngày hôm nay đã cẩu được ô tô đầu kéo bị rơi xuống sông trong vụ sập cầu Phong Trông ngày 9 tháng 9. Trong cabin có thi thể một nạn nhân, như vậy là đến lúc này đã tìm thấy 3 nạn nhân đều đã tử vong. Trong số 8 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu, liên quan đến việc lắp cầu phao thì hiện Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh và Quân khu 2 đã hạ thủy một số nhịp dùng để lắp cầu phao nhằm đánh giá độ an toàn, khảo sát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật và chuyên môn. Nếu dòng nước, mực nước bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, đường lên xuống bến được gia cố cứng thì đơn vị sẽ tiến hành lắp cầu phao trong thời gian sớm nhất. Sau cơn bão số 3 và hoàn lưu của nó, ngành giáo dục bị thiệt hại nặng nề. Trong số 26 tỉnh thành phố bị ảnh hưởng thì đã có 18 địa phương báo cáo con số thiệt hại hiện đã là 1.300 tỷ đồng. Khi các địa phương còn lại thống kê hết thì tổng thiệt hại sẽ còn tăng. Hiện cần rất nhiều sự hỗ trợ lúc này để có thể khôi phục trường lớp, thiết bị học tập cho ngành giáo dục. Điện tử này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất nó đã bị hỏng sau 2 ngày ngâm nước. Chúng ta thấy những vết bùn vẫn còn đọng lại ở đây. Lúc này thiếu về cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị điện tử trong trường học là một áp lực đối với các nhà trường khi mà cơn lũ đi qua. Trường học ngập gần 3 mét, nhiều thiết bị điện tử không chạy kịp. Đến thời điểm này, thiệt hại của ngành giáo dục là khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về trang thiết bị dạy học là khoảng 750 tỷ đồng. Trước mắt thì chúng tôi cũng huy động những cái gì còn lại của nhà trường để mà duy trì cái hoạt động. Thiệt hại về cơ sở vật chất cũng rất lớn. Nhiều trường học bị tốc mái, phòng chứa thiết bị đổ sập. Nguy cơ sạt lở vẫn đang rình rập. Các địa phương ước tính mới chỉ đến thời điểm này thiệt hại đã là 550 tỷ đồng. Khi phòng thiết bị của học sinh và ta bị đổ sập thì hôm nay các thầy cô có mặt ở đây để cùng khắc phục cái hậu quả đó. Cái mà cần nhất trước mắt ấy, cho khoa vở viết, đồ dùng học tập, rồi thì quần áo cho học sinh. Ngoài ra thì là một số những cái phương tiện như là máy in, máy photo. Các địa phương bị thiệt hại đang cần phải chi ngân sách cho nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Vì thế, dù đã bắt đầu chi ngân sách cho việc sửa chữa, mua mới thiết bị trường học thì sẽ chưa thể đáp ứng hết. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng chỉ có thể cung cấp những thiết bị tối thiểu. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ có thể huy động các cái nguồn lực xã hội cũng như anh em giáo viên trong ngành hỗ trợ để cho giáo viên, người lao động, học sinh khắc phục những cái khó khăn để đến trường và hỗ trợ những trang thiết bị tối thiểu để nhà trường vận hành được ngay. Sở Giáo dục đã có cái văn bản và đã họp với các đơn vị nhà trường và đề nghị là các cái đơn vị trường trước mắt trong tỉnh ở những cái đơn vị mà không bị thiệt hại thì sẽ hỗ trợ cho các cái đơn vị nhà trường bị thiệt hại để đảm bảo các cái điều kiện trang thiết bị cơ bản.
Những ngày qua, các lực lượng chức năng, đoàn thể xã hội cùng ngành giáo dục đã dốc sức cho việc dọn dẹp. Nhiều tổ chức cá nhân tình nguyện mua sắm thiết bị cho các nhà trường. Những đóng góp này không chỉ để một trường học có thể mở cửa trở lại, mà còn để tiếp tục sự nghiệp giáo dục ở những vùng vốn gặp nhiều khó khăn. ₺5.000 tỷ là số tiền có trong Quỹ Phòng chống thiên tai. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập cả ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố. Việc sử dụng quỹ này để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3 như thế nào? Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có cuộc trao đổi với phóng viên chúng tôi. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa ông, là cái quỹ phòng chống thiên tai thì được hình thành từ những cái nguồn chủ yếu nào và sẽ được sử dụng vào cái mục đích gì ạ? Các tỉnh thu quỹ từ người dân và doanh nghiệp để phục vụ cái công để thực hiện hỗ trợ cái công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn từ cả ba giai đoạn phòng ngừa, giai đoạn ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng số thu từ khi quỹ được thành lập đến nay là trên 5.000 tỷ, và các tỉnh đã chi đến nay là trên 3.000 tỷ, và còn hiện nay còn tồn quỹ là trên 2.100 tỷ, là bao gồm cả 26 tỉnh vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo tôi được biết thì hiện nay các tỉnh đã triển khai thực hiện cái việc sử dụng quỹ này thì hết sức là tích cực. Như ông vừa nói, hiện nay là quỹ đang tồn trên 2.100 tỷ. Vì sao là không sử dụng số tiền này mà để cho hỗ trợ khắc phục cái cơn bão số 3 ở 26 tỉnh phía Bắc? Theo quy định của Nghị định 78 thì việc chuyển quỹ từ tỉnh nọ sang tỉnh kia để hỗ trợ là thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nghị định 78 thì có quy định là thành lập quỹ phòng chống thiên tai trung ương với cái mục đích là sẽ xem xét điều chuyển cái kinh phí ở những cái còn tồn quỹ ở các tỉnh về quỹ trung ương, và căn cứ trên cái tình hình thiên tai thực tế thì Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chuyển. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thành lập quỹ trung ương, tuy nhiên là do cái vướng mắc về mô hình hoạt động quỹ nên đến nay vẫn chưa hoạt động được. Bộ Nông nghiệp đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ đã cho phép là sửa lại Nghị định 78, và hiện nay là chúng tôi sẽ sửa lại Nghị định 78 và sẽ trình vào cuối năm. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Hôm nay, tỉnh Quảng Nam đã di dời 11 hộ dân với 41 nhân khẩu xã Đắc Re, huyện Nam Giang sau khi xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét được phát hiện dọc quả đồi sau khu vực dân cư. Khảo sát tại hiện trường ghi nhận vết nứt có chiều sâu từ 1,5 đến 5 mét, chiều dài hàng trăm mét. Nhiều đoạn đã có dấu hiệu sụt trượt, đường nứt mở rộng và no nước, có nguy cơ sụt trượt và trôi về phía làng dân. Đồn biên phòng Đắc Rinh đã tổ chức lực lượng ứng trực để theo dõi vết nứt, xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Trước đó, huyện Nam Trà My đã sơ tán 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Giúp bà con di chuyển đồ đạc, dụng cụ ra khỏi nhà cửa và cử 7 đồng chí ở lại cùng với dân quân canh gác các khu vực điểm sạt lở để thông báo cảnh báo cho bà con. Sau khi đi thị sát về thì sẽ họp lại và sẽ báo cáo ủy ban nhân tỉnh về hướng giải quyết khắc phục khẩn cấp các hộ này. Hình thức thứ nhất là đưa ra giải pháp, nếu như các hộ đình có đất thì sẽ hỗ trợ tới định cư sang ghép. Những hộ nào không có đất thì vô cho chính quyền địa phương rà soát tất cả quỹ đất và sẽ tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tô mặt bằng để hỗ trợ gấp cho bà con trong trước mùa mưa bão này.